Thưa quý vị, những ngày qua tỉnh Đắk Nông đối mặt với những trận mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được từ 186mm đến 213mm. Sau mưa lũ, hàng loạt công trình như là đường xá, công trình thủy lợi và hồ chứa nước ở Đắk Nông đã bị hư hỏng nặng. Với những công trình đã bị lún nứt từ nhiều ngày trước thì đang có nguy cơ sạt lở, lún nứt lan rộng hơn. Đây là hình ảnh đoạn quốc lộ 14 đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa bị lún nứt cách đây 3 hôm. Còn trong chiều nay, những vết nứt đã rộng hơn rất nhiều và đang có chiều hướng lan rộng ra, khiến toàn bộ một làn đường của quốc lộ này phải ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương đã phải phân công lực lượng ra túc trực để điều tiết giao thông. Còn đây là công trình hồ chứa nước Đắk Nờ Tinh, huyện Đắk Long. Một vết nứt dài khoảng 500m ngay gần hồ vừa xuất hiện trong sáng nay đã khiến cho bê tông bề mặt đập bị bẻ gãy nát. Hồ thủy lợi Đắk Nờ Tinh đang trong quá trình chờ nghiệm thu. Tuy nhiên, như quý vị và các bạn thấy thì hồ đang tích một lượng nước khá nhiều. Và phía bên tay phải tôi đây, một vết nứt dài chạy dọc theo sườn núi phía bên này dồn xuống đã khiến cho toàn bộ cái phần thành cầu cũng như là mặt cầu bê tông này bị đẩy lên và vỡ nát như thế này. Nếu như những ngày tới lượng mưa vẫn tiếp tục tăng cao thì nguy cơ vỡ đập này là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, nhà cửa của các hộ dân xung quanh hồ chứa nước này cũng có hiện tượng bị nứt gãy nền nhà. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Long đã tiến hành di rời hơn 30 hộ dân cùng vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm ở hạ lưu đập thủy lợi. Sau khi mà phát hiện vết nứt thì chúng tôi đã có cái động thái là báo cáo với ban huyện và báo cáo với tỉnh. Cái thứ hai là Ủy ban xã đã di dời được khoảng 34 hộ dân. Về xuất khẩu thì chúng tôi chưa kịp tính vì trong cái ngày hôm nay chúng tôi đang còn đi kiểm tra các cái vị trí khác. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đắk Nông. Trong những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn Đắk Nông đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều huyện và thành phố như Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đắk Long, Đắk Rấp, Đắk Song. Đặc biệt, nhiều cơ sở hạ tầng của tỉnh này bị hư hỏng nghiêm trọng. Còn tại tuyến đường tránh thuộc địa bàn phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sáng nay đã xảy ra sụt lún một đoạn mặt đường sâu khoảng 20-30cm. Theo người dân tại đây, hiện tượng sụt lún đã xuất hiện khoảng 3 ngày nay, nhiều vết nứt kéo dài ở giữa lòng đường. Lực lượng chức năng đã chốt chặn từ xa, cảnh báo để người dân và các phương tiện không tiếp tục lưu thông qua tuyến đường này.